vô bị chết nè. Trời ơi, ai chết vậy bác sĩ? Tôi với chú chết chứ ai chết. Ủa sao tự nhiên chết thì động đất ha? Động đất cái gì? Tình trạng như vậy nè, không có bệnh nhân tới khám thì sớm muộn gì tôi với chú cũng chết à. Mà hãy mà tôi chết á thì chú cũng chết theo luôn á. Ý, bác sĩ ơi, cho sorry nha, cho tôi sorry. Bởi vì tôi còn phải nuôi nguyên một cái gia đình của tôi nữa. Bác sĩ chết thì cứ mời bác sĩ tự nhiên chết. Còn tôi, bác sĩ để cho sống, tôi đi kiếm cái chóp khác nuôi gia đình tôi. Chứ tôi chết gì tội tôi. Thôi chú ơi, chú lộn xộn quá. Chú làm ơn vô lo dọn dẹp, lau chùi mấy cái bàn ghế bên trong cái đi. Giờ tôi lau chùi bàn ghế chi, để lát nữa tôi lau sao. Giờ lo cái bộ hồ sơ. Nói bác sĩ nghe nè, mấy cả sao? Tháng rưỡi nay rồi à. Tháng rưỡi trời nay rồi không có ai tới khám bệnh đâu, có đụng vô cái hồ sơ chi. Trời ơi, giờ bác sĩ vô trong coi đẹp lắm. Đâu? Nó nhện, nó văng như Halloween vậy á. Trời đất ơi, sao mà ghê gớm vậy. Thôi thôi chú ơi, làm ơn lau cho sạch sẽ đi nha. Để lát rủ có bệnh nhân tới thì kỳ lắm á. Thời buổi gì đâu mà người khôn của khó. Khám bệnh mà cũng bày đặt khen chọn. Bác sĩ thì phải đòi phải đẹp trai, trẻ tuổi. Còn già già như mình thì chê. Mà phải chi mình có khám dở cho cam đâu. Không có bệnh nhân nào mà chết mà trở lại mà than phiền mình hết trơn á. Cái gì mà phòng mạch gì đâu mà sáng bây giờ chẳng có ma nào gọi vô lấy hẹn hết trơn. Ê trời ơi, có hả? Có hả? Trời ơi, tao nói hồi sáng tôi nghe cái cú điện thoại là tôi mừng hết hồn. Mà tôi giờ tôi quên, bị đầu óc già lú lẫn à. Hồi sáng có cái cô kia, cô tới, cô gọi điện thoại tới, cô nói cái gì đó. Nhưng mà theo tôi đoán là lấy hẹn khám thai. Có. Có hẹn mấy giờ? Có hẹn khoảng chừng từ 10 giờ tới khoảng 6 giờ là cô tới à. Sao chú không nói cô hẹn luôn tháng này tới cho chắc chắn luôn? Ai biết đâu. Cái xứ sở gì đâu mà con nít mới chưa ráo máu đầu à đã có bồ có bịch rồi. Tới đây khóc lóc nhờ mình phá thai. 10 đứa tới đây là hết 9 đứa chưa có chồng rồi. Con gái bây giờ biết sao mà nó hư hỏng quá đi nữa. Mà tức một cái là nó hư hỏng với ai ai đâu không á. Không có đứa nào chịu hư hỏng với mình nữa chứ, cho đỡ khổ. Ai đây? Alo. À, văn phòng mạch bác sĩ tâm thần đây. Ủa hả? Ủa sập xám hả? Hạp lắm. Bộ thiếu tay hả? Thiếu một tay hả? Được rồi, tôi tới liền nha. Tôi thu xếp tới liền nha. Chờ nha không? Ok. À chú Bảy à. Chú Bảy. Tôi đây. Chú Bảy à, chú đâu rồi? Tôi đây. Trời ơi, bây giờ tôi phải qua hậu y sĩ để bên sập xám. Chú ở nhà lo thu xếp và coi chừng phòng mạch giùm tôi được không? Hả? Trời ơi, rồi cái lỡ cái cô gì đó cổ tới cổ khám bệnh rồi bác sĩ đi rồi. Trời ơi, biết cổ mấy giờ tới mà bắt tôi chờ. Tôi vẫn chuyện phải đi mà. Trời ơi, tôi nói bác sĩ nghe nè. Thôi bác sĩ bỏ đừng có bài bạc nữa đi. Bác sĩ lo ở đây, bác sĩ lo làm việc đi. Bác sĩ bỏ đi riết hầu bệnh nhân tới. Không có bác sĩ người ta bỏ đi hết trơn hết trọi rồi sao. Quánh bài rồi chi vậy, đừng quánh bài nữa đi. Đủ rồi nghe chú. Cái chuyện business là của tôi. Nghe không? Tôi ở nhà phòng mạch ế ẩm như vậy, tôi ở nhà chú có ích lợi gì? Tôi để tôi đi qua bển đi, tôi kiếm chút cháu về để trang trải tôi có sở hụi. Để ai trả tiền nhà, ai trả tiền điện, chú có lo nổi không? Trời ơi, sao tôi lo nổi, bác sĩ lo không nổi, sao tôi lo nổi vậy? Thôi bác sĩ cứ lo làm việc business của bác sĩ đi. Vậy mà cũng nói. Nè. Gì nữa? Tôi đây. Không có biết quánh đâu nghe. Ai mà kêu chú đánh làm gì? Nè, một lát nữa cái cô đó mà cổ có tới đó thì chú khám sơ sơ, nghe không? Chú làm. Trời ơi, không có được đâu, không có được. Sao không được? Trời ơi, bác sĩ ơi, ở Mỹ này là ta nói cái mạng người quan trọng lắm. Không có được đâu, tôi không có biết mần cái gì đâu mà biểu trời tôi. Trời đất ơi, chú làm ở đây bao nhiêu năm rồi? Ít nhất chú thấy một năm ít nhất tôi khám bệnh cũng 3 lần mà.
biết hơn chứ bác sĩ, cái đó là nhớ lộn rồi. Hả? Tôi là tôi đếm từng ca một, là tôi nhớ cái năm nay là tôi coi bác sĩ khám bệnh là 4 lần mới coi khám không đó nghe. Vậy là đỡ hơn năm ngoái hả? Đỡ hơn nhiều, đỡ hơn nhiều được 4 lần. À thì được rồi, chú thấy tôi làm việc hàng ngày đó thì chú cũng bắt chước làm y vậy đi. Trời ơi, tôi nói bác sĩ nghe, ba cái vụ mà binh bài là tôi không biết. Hồi xưa tới giờ cha mẹ tôi đẻ tôi ra chưa bao giờ tôi cầm cây bài tôi binh hết. Mà bác sĩ ngồi trong phòng mạch này tôi thấy bác sĩ binh bài nhiều hơn là khám bệnh. Đủ rồi, thôi được rồi. Nghe không, bây giờ tôi nhờ chú khám bệnh giùm cô đó. Cô tới đó thì chú chỉ việc khám sơ sơ thôi nghe không. Rồi vô trong phòng đó đưa cho cổ 2 viên thuốc bổ. Nhớ là thuốc bổ, đừng đưa lộn thuốc sổ nghe không. Là chết cả đám đó. Vậy trong trọng cả đống thuốc biết thuốc nào bổ thuốc nào sổ. Tôi có ghi ở ngoài mỗi cái lọ hết trơn đó. Đừng có tiếng lo. Việt hay tiếng Mỹ vậy? Việt Nam. Tiếng Việt được nghe, tiếng Mỹ tôi đưa thuốc chuột à. Trời đất ơi chú. Nè xong rồi đó. Rồi chú hẹn cổ ngày mai trả lời tái khám. Nghe không? Chú lấy nhẹ nhẹ cho cổ chừng 100 đồng lần đầu tiên thôi. Ê trời ơi. 100 hả? Trăm thôi, đâu có mắc đâu. Nghe không? Nhớ nghe không? Tôi đi à. Ủa? Khoan, đây gọi vợ cái. Alo, em hả? Anh đây. Bữa nay anh đi làm về trễ. Em với con kiếm gì ăn rồi lo đi ngủ sớm đi nha. Anh về khuya lắm. Trời ơi, thì đi khám bệnh chứ đi đâu em. Trường hợp khẩn cấp mà. Có 3 bác sĩ đang chờ anh ở đó. Chờ anh tới là đủ 4 tay là bắt đầu mở sòng. Ơ không phải, bắt đầu mổ liền nha. Nghe không? Ok, thôi. Thôi anh đi nha. Tối anh về nha. Okay, bye. Đã quá. Chú Bảy ơi. Chú Bảy. Trời ơi, tôi nói bác sĩ nghe, mỗi lần bác sĩ đi như vậy nghe, bà bác sĩ bà tới bà hỏi bác sĩ đi đâu. Trời ơi, tôi nói láo mấy lần rồi. Hỏi gì? Hỏi bác sĩ đi đâu. Trời đất. Mà bà thấy nguyên cái vỏ đồ nghề ở đây, bà khen bác sĩ quá trời luôn. Bà khen sao chú? Bà khen nhà bên chồng bà có phước. Lẽ ra có thằng con trai cho đi học bác sĩ mà học giỏi quá trời. Bác sĩ mà khám bệnh không cần đồ cũng khám được, giỏi quá. Gì? Dạ, bác khen quá. Tốt. Không cần đồ hả? Tại bác thấy đồ nghề để lại mà bác sĩ đi khám. Thôi chết rồi, thôi lần này chắc tôi phải xách theo cho bảo đảm. Nên nè, chú lấy cái áo này để lát tròn vô cho giống bác sĩ nghe không? Nhưng thôi là ta nhìn chú bận đồ vậy kỳ cục quá. Nghe không, sao là giống bác sĩ được? Bác sĩ cho có ý kiến được không? Ý kiến gì nữa? Tôi nói áo này rồi bác sĩ đừng có để cái màu này. Trời ơi, màu này màu tan tóc lắm. Bác sĩ chơi cái màu khác đi. Màu nhuộm nó màu đen á. Sao đó? Rồi đeo cái kiến đen vô là tưởng nó là Châu Nhuận Phát mái nhuộm bãi Thần Hải. Thôi đủ rồi chứ. Làm ơn. Nghe không? Ở nhà coi phòng mạch giùm tôi nghe không? Khám bệnh giùm tôi. Giữ tiền giùm tôi. Tôi qua bệnh. Tôi tệ. Mấy ông chờ chết. Thôi tôi đi nghe chú, đem theo cho bảo đảm chú ơi. Để thác vợ tới là chết. Đi thiệt hả? Tôi đi nghe chú. Good luck nha. Trời ơi, gián giá trời cho ổng ăn đi ông ơi. Trời ơi, ổng mà không ăn tháng này chắc tôi cũng meo râu theo ổng luôn quá. Trời ơi, tôi không biết mấy ông này nghĩ sao. Ôi, làm bác sĩ mở phòng mạch ra chi cho nó uống vậy trời. Tôi thấy mở sòng bài chắc ăn hơn. Trời ơi, vô phòng mạch bác sĩ mà coi bài bạc nó văng tứ tung luôn tàn như máu nhuộm bãi Thượng Hải như Las Vegas. Bó tay. Dạ chào. Chào cô. Cảm ơn. Bác sĩ mới đi. Bác sĩ đi đâu? Mới đi về. Bác sĩ Lý Tâm Thần phải không ạ? Tôi là Lý Tâm Thần. Cô. Cô gọi điện thoại sáng phải không? Vô ngồi chơi. Ngồi đi. Mới tới đây lần đầu hả? Dạ phải. Thôi được rồi. Ngồi chờ tôi chút. Đưa cái này. Cô mở hồ sơ mới cho cô. Dạ. Đó thao
văn phòng của tôi mà cô bước vô là đúng văn phòng luôn á. Là tại vì văn phòng của tôi là hễ bệnh nhân mà mới vô là xài hồ sơ mới liền, không có chơi hồ sơ cũ. Nhiều khi hồ sơ cũ rồi ghi nó lộn xộn, cô biết không? À bây giờ cô điền vô đi. Dạ, điền, bác sĩ điền cái này điền làm sao đây? À, cô đọc chỗ này, đây là giờ nếm nè, giờ chả, không phải, đây ngày... Ngày xanh. À, ngày xanh là bớt là đây, bớt là đây ha. Đó, rồi cô ghi vô ha. Okay. Cứ điền hết vô đi. Tôi chuẩn bị, tôi khám cho. À, đeo cái bao tay vô. Đó, đèn không vào tài vô trước. Điền đi cô ha, dạ, cô dạ, cứ điền đi. Rồi, bác sĩ. Bởi vì thủ tục mà để khám cho người bệnh là phải cẩn thận thôi. Và này là vấn đề khử trùng mà, ha. Ấy. Khử trùng. Còn cái đồ chụp mỏ. À. Đây nè bác sĩ. Không phải chỗ cái đó là đây, cái này. cái này phải có cái này mới được, không có cái này là khám không có được. Phải đủ thủ tục mới khám được, trời tôi khó tính lắm. Rồi xong xuôi là hồ sơ xong rồi ha. Dạ. À, cô lên căn, mời cô lên căn. Lên cho tôi coi cái vấn đề trọng lượng á. Vấn đề trọng lượng quan trọng. Trời ơi, ta nói con người của cô nha, có chút xíu vậy mà 140 pound, công nhận nha, chất lượng quá. Bác sĩ, cái cân của bác sĩ hư rồi. Trời ơi, cô nói vậy mà. Cô em nói 90 pound à. Cô nói vậy là tôi tự ái liền xin lỗi cô nha. Cô bước vô trong cái văn phòng này là đồ xịn không nha cô. Đồ là đồ tốt không, đồ mới mua không mà brand name nữa nha. Cái đồ này xin lỗi cô, tôi nói thiệt với cô, cái gì cho cái vấn đề mà trọng lượng hay là bất cứ những cái gì á, bởi người ta nói sai một ly là đi một dặm, là tôi không bao giờ mà tôi làm cái đồ cũ hết trơn, chơi đồ mới. Nhưng mà em có bộ cơ 90 pound à bác sĩ. Trời ơi, cô đừng có cãi tôi cái. Hả? Đúng rồi, bây giờ cô tháo cái này. Đúng rồi. Trời ơi, cô chơi cái này. Cô chơi cái này vô. Đó, xong xuôi rồi. Đó, bây giờ cô. Trời ơi, cũng y chang thấy không? Đâu có thụt xuống cái nào, tôi nói cái cân của tôi không có hư mà cô cứ cãi tôi hoài. Bác sĩ, cái này sao bác sĩ để đây? Không, bị tôi nghĩ cô cũng nghĩ như tôi, người đau của đó tôi để dưới chân coi cho chắc ăn. Xin lỗi, bỏ xuống. Đó, em nói mà, em có 90 pound à bác sĩ. Ơi, tại vì nãy cái này bỏ lên là nó nặng là đúng rồi. Nhưng mà tôi nói với cô, tôi đảm bảo cái cân tôi là đúng, thấy không? Cô công nhận 90 pound là đúng, 90 pound phải không? Đó, bởi tôi nó phải xài đồ xịn thôi. Thôi, cô ngồi đây đi, rồi tôi khám cho cô. Phải lấy đồ nghề khám nữa. Trời, tôi nói nhiều khi nó đủ thứ chuyện hết, coi. Bác sĩ à, sao cái đèn của bác sĩ nó đằng sau vậy? Ủa, đã lộn hả? Để làm sao hả? Bị tôi nói cô nghe, nhiều khi gặp cô đó, rồi đầu óc tôi nó bị... nhiều khi nó bị... thôi khỏi cần giải thích đi, đại khái là mình lộn á, bây giờ mình đeo lại, đó, thấy không? Tôi thì cô cái mấy cái đồ này là tôi xài từ hồi nhỏ rồi, hồi nhỏ tôi có khiếu lắm. Cái ba cái vụ đeo lên rồi đi soi ếch là, không phải, đi coi người chết, nghiên cứu về người chết là nghề của tôi mà. Rồi, giờ khoan tạm thời tắt cái đèn này trước đây. Trời ơi sao, cứng quá. Đại khái nó vậy đi. Đã tắt đèn tắt rồi sao? Bây giờ cô chờ tôi đi. Cái này là bắt đầu là đo áp huyết. Đó. Rồi cô tròn cái tay vô ha. Tròn cái tay vô. Rồi quá được luôn. Sao cái kim nó không có nhảy vậy bác sĩ? Trời, nó xì vậy mà cô kêu không nhảy. Trời, nó xì như bánh xe. Nó xì vậy mà. Là bao nhiêu? Rồi, quá tốt luôn, quá tốt. Cái này cũng ok. Đó. Tôi coi là cô không cần biết nhiều. Tôi nói nhiều, cô phải tin tôi nhiều rồi. Đó.
Rồi giờ cho tôi bắt mạch đi. Chết cha. 1 phút 60 giây, 1 phút 60 giây, 1 phút 60 giây. Trời ơi, mạch cô nhảy như đồng hồ luôn á. Thì nãy giờ bác sĩ cầm chứng cái đồng hồ của em đó nè. Trời ơi, cô này, cô đúng hàng gì, cô hại tôi biết liền. Tham công nhận cái tay tôi ghê gớm không? Tay tôi bắt vô là nhảy như đồng hồ, là như đồng hồ liền. Đáng lý ra là cô phải đưa cho tôi cái tay trái, vì cái tay trái là cái tim mà. Người ta máu chảy về tim là nó dồn vô tay trái nhiều hơn. Thì cũng may á, bác sĩ cầm chúng cái đồng hồ này của em, bác sĩ mới thấy nó đập á. Chứ bác sĩ mà cầm cái tay này nó chúng cái vòng, bác sĩ dám nói em bị đứng tim chết. Trời ơi, đâu có đâu, cái đưa cái tay là bắt mạch lại cho. Chết cha, là mạch cô có vấn đề rồi. Sao vậy? Mạch cô đập kiểu này là có vấn đề rồi. Vậy, vậy phải khám thôi, phải khám, bắt buộc phải khám. Mạch cô đập như vậy là phải khám răng á. Trời ơi, tôi nói là ngay chóc liền thấy không? Tôi nói là bảo đảm chính xác luôn. Tại sao? Bị cái gì vậy? Hả? Mạch đập như vậy, cái răng nó có một cái nó bị sâu một lỗ chút xíu nha. Ồ. Tôi nói là cô phải tin lời tôi đây. Giờ là tôi phải ghi vô cái hồ sơ bệnh lý cho cô ha. Làm việc là phải có nguyên tắc, phải có khoa học đàng hoàng, nó mới tiến thân được. Bởi nhiều khi á, cô phải tới chỗ tôi thường xuyên. Chứ còn mấy ông bác sĩ khác á, cô gặp mấy ông bác sĩ khác á, là trời ơi, cô không có chính xác là cô chết liền. Đây là tôi làm việc cẩn thận lắm luôn á. Ủa sao cái giấy không có mực ta? Bác sĩ à, sao bác lại lấy cái cặp nhiệt độ để ghi vậy bác sĩ? lộn túi. Chết mẹ, hồi nãy cái viết kỳ đúc lộn đít nhỏ nào rồi. Là lộn thôi, nhiều khi là nơ vợt nó lộn. Có cây khác liền, trời ơi, có bút bơm tử. Bút bơm tử. Nặng bao nhiêu ha? 90 pound. 90, nặng 90 pound nè. Huyết áp. Bác sĩ biết mà. Bác sĩ đo rồi mà. Đo rồi, huyết áp 1 thước 2. Không phải, nãy đo nhiêu ta? Huyết áp là... Bác sĩ nói tốt mà. Ok. Phải chơi tiếng Tây, mình phải chơi tiếng Tây. Bác sĩ mà, tại cô uống thuốc Tây chứ cô không có uống thuốc Mỹ, phải dùng tiếng Tây. Nhiều khi cô không hiểu là sorry cô thôi. Nhưng mà cái này trong vấn đề nghề nghiệp là tôi phải dùng tiếng Tây. Bây giờ là tôi phải lấy ống nghe để tôi nghe đo tim cho cô, nghe nhịp tim. Chết mẹ, cái ống nghe ở sòng bài rồi. Cái gì sòng bài bác sĩ? Không. Tại vì hồi nãy trước khi cô tới có một cái cú phone ở trên sòng bài, nó gọi cho tôi emergency. Emergency là gọi cho tôi lên đó, bị trên chẩn có hai cái ông mới chết. Sao chết vậy? Một ông á là ổng trúng chắc vọt 20 mấy ngàn. Đó, xong rồi cái ông lên tăng xong máu ông ngã ông chết đó. Còn một ông á là thua 10 mấy ngàn, xong rồi tìm đường gỡ mà tìm hoài không ra đường gỡ, xong rồi buồn quá đâm đầu ra xe chết. Nhưng mà cái ông này đó, ông đâm đầu vô xe chết rồi, bác sĩ đâu cần đi khám nữa đâu. Đúng rồi, tại vì cô nói vậy là cô không nghiên cứu vô cái lĩnh vực y khoa. Cái y khoa này là nó rộng rãi vô cùng, nó mênh mông quát ngát như biển sông đại dương mênh mông vậy đó. Đó, tôi đi nghiên cứu là không phải tôi nghiên cứu cái xác chết, bởi vì cái xác chết không cần nghiên cứu, mà mình nghiên cứu cái lý do tại sao dẫn đến cái chết. Đó, là tôi lên trên đó là để tôi nghiên cứu cái ghế của ông ngồi. Đó, ví dụ như là cái ghế của ông ngồi, ví dụ ông đó mà ông ngồi lâu, mà ông thui như đó, mà ông đâm đầu ra ông chết là con người ông không có biết control. Đó, mà nếu mà ông ngồi mau á, mà cái ghế ông nóng á, chưa nóng á, mà ông chết á, là con người ông đâm đầu ra ông chết là ông biết control. Là tại vì nếu mà ông không chết bây giờ là sau này là nguyên cả gia đình ông phải chết đói hết. Thành thử ra ông đó là con người biết control. Đó, mình nghiên cứu như vậy á. Nhưng mà thôi bây giờ kể cái chuyện mà ông có control không là chuyện đó bỏ qua một bên.
mà tôi là control nè. Ừ. À không, thôi tôi cũng bỏ cái vụ control của tôi luôn đi. Bây giờ là tôi phải khám cho cô thôi. Đã, ừ, khám cho cô rồi. Bây giờ không cần phải có ống nghe, để tự động tôi áp tai vô ngực cô tôi nghe được. Ê, ê, bác sĩ, không? Được rồi bác sĩ, lần sau em trở lại em khám tim cũng được rồi. Cảm ơn bác sĩ. Không phải, khám là phải khám cho đầy đủ. Cô biết tại sao không? Tại vì khi mà cô khám mà cô đưa cái ống nghe vô cô khám là cô khám gián tiếp. Là gián tiếp nhiều khi nó không chính xác. Cái tiếng động bên ngoài nó không có đúng với cái nhịp tim của cô. Mà tôi khám như vậy gọi là khám live. Bác sĩ à, cái điều này nếu mà lát nữa mà bác sĩ bỏ quên cái ống chích là chết em á. Trời ơi, cô nói quá trời. Thôi được rồi, thôi nếu mà cô không muốn thì thôi tôi cũng chịu thôi. Nhưng mà bây giờ tôi nói cho cô nghe, tôi hỏi cô nè. Bây giờ mới bắt đầu hỏi nè. Hỏi rằng để ghi vô hồ sơ bệnh lý. Là cô đã có chữa lần nào chưa? Em chữa nhiều lần lắm rồi. À, cô có chồng chưa? Chưa. Trời ơi, cô còn đi học chưa có chồng mà bị dính ba cái vụ này kẹt dữ ha. Thì đó, ngày nào đó em cũng bị đó. Ít nhất là 2-3 lần nó đau muốn chết rồi bác sĩ. Trời ơi, cô phải tự kiềm chế đi chứ. Bác sĩ nói vậy chứ em biết kiềm chế làm sao bây giờ. Khi nó tới đó là nó tới. Trời ơi. Em nói thiệt bác sĩ, em phải cắn răng em chịu chứ. Bây giờ bảo em kiềm chế làm sao. Cô đã chữa mà nó cũng không bớt chút nào hả? Thì chính vì nó không có bớt em mới phải chữa ngoài ngoài vậy đó. Thôi tôi đề nghị với con vậy. Sao bác sĩ? Đề nghị nghe, lời đề nghị nha. Dạ. Nếu cô không thích á, mà nó tới đó, dạ, cô cứ kêu cảnh sát còng đầu nó cho tôi. Cho bác nó tở. Nói... Ừ? Bác sĩ nói còng đầu ai? Thì cái thằng mà làm cho cô chữa đó. Bác sĩ nói cái gì? Kêu cảnh sát còng đầu nó, nghe rõ chưa? Bác sĩ tâm thần hả? Đúng rồi, đúng rồi. Tâm thần là tôi, là bác sĩ lý tâm thần là tôi, là bây giờ mới phát hiện ra phải không? Tôi khám bệnh quá hay chứ gì. Thiệt là bực mình. Không có tiền mà cũng rủ người ta qua chơi. Ai vậy bác ạ? Mấy cha nội kia chứ ai. Thăm bệnh ta thì lấy tiền. Còn thua bài mình xin thiếu. Trời ơi, khó chịu quá. Dạ, tôi nói cho anh nghe là tại vì vậy nè. Thường thường á, đa số mà bác sĩ như cỡ như mình á, những cỡ như mình nè. Cỡ như mình đây á là học nhảy không à. Không nhảy là sao? Hồi xưa ham học cho đặng cho mau ra bác sĩ thành thử học nhảy. Là học toàn là học toán cộng không, không có biết học toán trừ. À. Là muốn lấy tiền vô túi chứ không có muốn móc ra. Xin giới thiệu với cô. Đây là ông bác sĩ đồng nghiệp của tôi. Ổng là bác sĩ là chuyên môn trị bệnh là coi như nói chung là thập cẩm á. Tất cả các loại bệnh. Tổng quát. À, chào cô. Chắc là cô tới đây để khám thai phải không vậy? Trời đất ơi. Tại sao ai nhìn tôi cũng nói tôi bị có thai hết vậy? Trời ơi, tôi nói cho cô rồi, tôi giải thích cho cô nghe hồi nãy tới giờ rồi. Là học lên bác sĩ như tụi tôi là học cao ngút ngàn trời mây rồi, 7 năm trời rồi, là cơm cha áo mẹ chữ thầy rồi. Học như vậy đó, nghiên cứu như vậy, thành thử ra đó là chỉ cần nhìn trên người khác là biết người ta có bệnh gì rồi. Đó là mới xuyên tâm liên. Ồ, thì ra là bác sĩ các ông không có cần hỏi bệnh nhân bị cái bệnh gì hả? Cần gì hỏi? Đúng rồi. Hỏi lỡ gặp bệnh nhân vừa câm vừa điếc làm sao hỏi? Đúng. Phải không? Quá chính xác. Bây giờ tôi đề nghị với hai ông như vậy. Đề nghị gì? Nghe liền ý kiến là góp ý kiến là nghe. À. Hai ông á, hai ông nên đổi nghề đi làm bác sĩ. Bác sĩ gì? Bác sĩ thú y mới đúng á. Nghe tình rưu mau, trái tim này đang tái tệ, trái tim này đang rơi lệ, trái tim này đang nằm hấp hối trong tâm hồn của tôi. Với những dối gian trong tình yêu, nhìn con tim anh mù cầm điên.
Trái tim này chưa biết vui, trái tim này chưa quen, trái tim này đang còn bối rối, chưa tìm ra lối. Thế gian này bao nỗi thay, trái tim này sao ngu dại, mãi mê chạy theo một chiếc bóng đang khiến mình trải tài. Nàng chỉ muốn vui đùa thôi chứ yêu gì. Nàng sung sướng khi nhìn tôi buồn đau đớn. Trời ơi. Trái tim này đang kêu gào, trái tim này đang nằm lên xiên nghe tình rơi máu. Trái tim này đang tái tè, trái tim này đang rơi lệ, trái tim này đang nằm hấp hối trong tâm hồn của tôi. Có những rối ren trong tình yêu, nhưng con tim anh mù cầm điên. Thế nên tình yêu khác xưa, với em tình yêu như đùa, khiến cho lòng tôi càng tan nát nghe tình đang chết. Trái tim này em dẫm lên, dẫm cho tình thêm bê trễ. Với em tình yêu còn gian dối như em từng dối. Nàng là tên yêu quý mà đã lừa gạt tôi trong xót xa. Nàng chỉ muốn vui đùa thôi chứ yêu gì. Nàng sung sướng khi nhìn tôi buồn đau đớn. Trái tim này đang nằm lên xiên nghe tình rơi máu. Trái tim này đang tái tè, trái tim này đang rơi lệ, trái tim này đang nằm hấp hối trong tâm hồn của tôi. Có những rối ren trong tình yêu, nhưng con tim anh mù cầm điên. Thế nên tình yêu khác xưa, với em tình yêu như đùa, khiến cho lòng tôi càng tan nát nghe tình đang chết. Trái tim này em dẫm lên, dám cho tình thêm bề trễ. Với em tình yêu còn gian dối như em tự dối. Nàng là tên yêu quý mà đã lừa gạt tôi trong xót xa. Nàng chỉ muốn vui đùa thôi chứ yêu gì. Nàng sung sướng khi nhìn tôi buồn đau đớn. Trời ơi, trời. Hello, cục cưng đó hả? Nhớ cục cưng quá trời luôn à. Yên tâm đi, ông xã mình đi làm chưa có về. Cái bộ đồ mà cục cưng mua cho mình mặc vừa y chang mà nó sang, mà nó trẻ, mà nó rực lửa vậy đó. Trời ơi, cục cưng mà thấy mình mặc cái bộ đồ đó là cục cưng mê mình liền à. Không ai như ông xã mình á, mỗi lần dẫn đi shopping á, mua toàn bắt cái đồ bậy bạ không à. Càng nhằn ổng cái ông đó, tại cái đó nó sale, tại cái đó nó sale. Bực mình ghê vậy đó hà. Bởi vậy trên đời này chỉ có một mình cục cưng là hiểu mình nhất vậy đó. Mình muốn hẹn nhau đi nữa nghe. Mình có một... Ông xã mình về đây. Thôi bye bye, bye. Gặp xa nha. Ok bye bye bye. Anh ơi. Anh mới đi làm về đó hả? Anh có cần em đấm bóp cho anh không? À không, em sẽ lấy một cái khăn thật lạnh nha. Em đắp lên mặt cho anh tỉnh nha. À không, em sẽ quậy một ly trà đá đường nha. Các em cho anh uống cho anh mát mẻ nha. Hoặc là em sẽ làm bất cứ thứ gì chứ. Đủ rồi. Mới quá. Quá mới anh. Hôm nay mấy cái đều mới hết. Dạ, nhiều lúc mà anh. Ai đây? Em. Bà đây hả? Uh-huh. Michelle hả? Vợ tôi đây ha. Còn ai vô đây nữa? Đứng lên dây quen vòng của vợ. Trời ơi, muốn ngắm em phải không? Ừ. Anh coi nghe. À. Em hôm nay không phải là em của ngày hôm qua nữa đâu đó. Không xin.
quét như một lỗ bự vậy nè. Cho nó mát anh ơi. Nè em. Hả? Bà xuống đây. Sao? Nay bà biết như bà nhiêu tuổi chưa? Nói nhỏ thôi nghe. Ừ. Gần 40 rồi. Gần 40 rồi hả? Hàng 4 mà biết không? Chứ sao? Biết đồ này dành cho ai mặc không? Cho ai? Trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Sao? Lo dùm cái đi. Bởi vì mặc đồ này để tìm lại tuổi xuân đã mất anh ơi. Tìm lại tuổi xuân đã mất hả? Hả? Bà có tuổi xuân không? Mà mất tuổi xuân. Bà vừa phải thôi nha. Nãy giờ đừng có giỡn mặt với tôi nha. Gì đâu giỡn? Giờ tôi hỏi bà nè. Cái gì? Nãy giờ bà đang nói chuyện ai trong kia? Đang nói chuyện thằng nào trong kia? Anh ơi. Hả? Lòng lắm rồi nghe. Lòng lắm cái gì? Bà nói tôi biết đi. Bà nói chuyện ai trong kia? Nói mà không có giỡn nữa nha. Hả? Anh không, vừa thì anh không có văn tùm lum đó. Thôi bà vậy. Anh. Cái gì? Lâu lắm rồi mới thấy lại cái tình trạng này đó nghe. Tình trạng gì? Hỏi nhỏ con nè. Gì? Bà nãy có uống rượu không? Uống cái gì đi làm gì mà đừng chết uống cái gì? Rượu hả? Trời ơi không uống rượu mà cái mặt anh ta nó đỏ như cái váy của em vậy đó hả? Nè. Quá vậy bà, hôm nay bà nói tôi cái mặt giống như cái đầm bà đại mặt hả? Hả? Không, ý là em nói là mặt anh nó đỏ bừng như vậy đó. Có nghĩa là anh đang ghen, có nghĩa là em hấp dẫn làm cho anh ghen đúng không? Ghen. Mà ghen hả? Xin lỗi nha. Chưa bao giờ biết ghen là gì nha. Đừng nói ghen nha. Chưa bao giờ biết ghen là gì mà tại sao cà lâm à. Thì tại vì tức quá cà lâm. Đúng rồi, tức có nghĩa là ghen, ghen có nghĩa là tức ghen tức. Trời ơi em công nhận cái bộ đồ này thành công quá anh ơi, làm cho anh ghen được rồi đó. Nè tôi không có giỡn nha, bà trả lời tôi biết đi. Tự nhiên tại sao hôm nay bà ăn diện cho ai vậy hả? Rồi bà nói chuyện thành ông kia. Ăn diện cái gì? Em hỏi anh bây giờ anh đi làm về nè. Bộ em ăn diện cho anh không được phải không? Dĩ nhiên phải cho tôi rồi. Chứ cho ai? Cho thằng gì trong kia kìa, Cưng ơi Cưng kìa. Nào? Cưng ơi ông xã em chưa về, cha ngọt quá ha. Giống mi chang cho tôi lúc mới quen hồi xưa vậy đó. Hồi lúc mới quen tôi cũng Honey ơi Honey à. Rồi cục cưng à. Rồi riết bây giờ cô tôi ra cục gì vậy hả? Cục gì? Cục cái gì? Trong cuộc đời em lúc nào em cũng coi anh là một cái cục gọi là cục cục gì? Thì cục kẹo của em chứ gì nữa. Kẹo. Bà đừng có nói nhiều nữa, bà nói chuyện với ai đâu kia nói tôi nghe đi. Đâu có nói chuyện với ai đâu mà anh kỳ cục quá. Sao? Đi làm về chưa gì đó, bà tôi bà ít nhất cũng phải dịu dàng ngọt ngào như em chứ. Ngọt ngào tại vì bà có vấn đề mà bà mới ngọt ngào. Trời, còn tôi vấn đề gì? Trời đất ơi, vấn đề gì nữa? Bây giờ tôi hỏi bà nè, tự nhiên tại sao nó ăn diện lên hả? Mà tự nhiên gì vậy trời ơi? Sao anh? Giỏi quá ha. Quá giỏi anh ơi. Chân mày tự nhiên hôm nay nhổ như không còn sợ nữa. Trời ơi, nhổ đau gần chết, nước mắt ran rụa mà ráng này nhổ hết trơn trời. Ôi, đó. Nhổ kìa kìa. Tự nhiên nhà gắn luôn mi giả là sao vậy hả? Anh biết hôm hồi nãy nấu cơm tao nó khó, nó sọc vô hai con mắt khó chịu mà dứt khoát lại phải gắn vô như này. Nè, tóc tai của bà kìa. Sao? Tóc tai của bà kìa. Thấy chưa? Uống đi kéo thẳng cho tôi hết được chưa? Kéo thẳng hết nha. Anh ơi quăng quăng vậy nó mới hấp dẫn anh ơi. Trời ơi, đỏ ha. Đỏ lồm cái đầm ra rồi khoét tôi tầm qua cái lỗ gì đấy hả? Hả? Anh nói anh nghe nè, đỏ như vậy nó mới hot phải không? Trời nó qua mất tình yêu đó anh. Qua mất tình yêu mà mới hot lắm phải không? Ừ. Đốt cho mày cháy vậy, hot. Cái gì vậy? Bây giờ trả lời tôi biết đi. Tại sao mà thằng nói chuyện với ai trong kia? Rồi tại sao thay đổi? Trời ơi anh ơi, em có nói chuyện với ai đâu. Bây giờ vậy nè, coi như anh đi làm về, anh không muốn là em ăn em diện như vậy để em đứng bên cạnh anh em xứng đôi về lứa à? Hay anh muốn em làm sao? Anh muốn cái gì? Anh cần cái gì bây giờ? Tôi không có cần gì á. Tôi chỉ cần mà giống như hồi xưa thôi. Đám cưới xong xuôi là không cần thiết nhiều, không cần phải ăn diện nhiều. Đó, đúng rồi. Cũng như vậy đó. Đám cưới xong rồi là không cần gì hết, không cần ăn diện, không cần gì hết. Bởi vậy cho nên á, đây nè, vợ chồng anh Phong đó phải không? Vừa mới ly dị đó. Hai vợ chồng vậy đâu mà ông chồng mà 3 tháng mới tắm có một lần, bà vợ chịu không được ly dị. Đó, thấy chưa? Rồi đó, vợ chồng anh Cường đó, coi như bà vợ lôi thôi suốt ngày cái chà cái miệng vậy nè. Ông buồn quá, ông về Việt Nam ông lấy vợ khác rồi xong. Đó, không cần là không cần cái chuyện đó đó hả? Mấy bà hay quá. Nói đi không chịu nói lại. Mấy bà bên đây nè, ha. Ý là cái xứ này ưu tiên cho phụ nữ, ưu tiên đàn bà. Thì đúng rồi. Đúng rồi, hả? Sao nói đúng? Chuyện với chồng mà lúc nào cũng nạt cho mặt chồng mà. Chồng mới vừa mở miệng ra thôi. Ê, cái gì? Tức mặt chồng mà. Trong khi tôi nghe nói nha, mấy cô bên Việt Nam cô nào cũng nói bây giờ cũng ngọt ngào nhỏ nhẹ. Nói câu nào ra cái dạ, anh muốn gì em chiều. Tại sao không bắt chước người ta đi, hả? Biết làm sao mà mấy cổ nhỏ nhẹ không? Tại người ta hiền lành ngoan ngoãn. Hiền lành ngoan ngoãn cái gì? Bởi vì mỗi lần mà em ơi, mấy cổ già một cái, anh đắp 200 vô mặt liền. Trời ơi, lấy gì mà già không ngọt.
Đây nè, bây giờ anh thử coi, anh thử anh kêu em dạ coi, một ngày dạ chừng 6 lần, em có 1.200, em đâu cần phải đi làm. Anh kêu đi em dạ liền anh. Anh gọi đi em dạ liền. Bà muốn dạ đúng không? Muốn đắp đúng không? Uh-huh. Được rồi, tôi muốn đắp cho bà 2 tờ. Rồi đắp đi, em dạ cho. 2 tờ với tiền vàng bạc á. Anh nói gì vậy? Tiền bạc. Tự nhiên là cái mặt tôi mà đắp với tiền vàng bạc có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh chù tôi chết phải không? Anh vừa phải nên tại sao anh chù tôi chết? Trời, cái xứ này khổ quá mà. Chồng làm vợ cũng làm vậy, chồng overtime vợ cũng overtime vậy, chồng ký bill vợ cũng ký bill vậy, quá mệt nên phải cằn nhằn chứ làm sao. Anh bị với ai vậy? Thì đồng ý với bà, ai cũng phải làm, ai cũng phải trả bill đó. Nhưng mà có một điều phải biết nể nang với nhau mới sống được chứ. Nè, nhắc lại chuyện này tôi mới nhớ nghe. Ông không bao giờ mà tôi cho ông về Việt Nam một mình hết nghe. Sao vậy? Tôi nghe đồn nghe. Nghe đồn gì? Tôi nghe đồn là bên Việt Nam tôi nói con gái nó mơn mởn vậy đó hả? Trời ơi, tôi nói nó mặc áo mỏng, thật mỏng vậy nè. Cái gặp cái nó dạ bộ cúi xuống, cái mấy ông nhìn từ trên xuống dưới cái mặt mấy ông ngu liền à. Đừng có học bây giờ về Việt Nam với tôi nha. Nói cho biết trước vậy đó. Tôi mệt bại quá. Thấy vợ con, phát ham vợ con. Cái gì vợ con ham? Ông muốn cái gì? Tôi muốn cái gì? Hả? Không, anh mua quà vậy anh tặng ai đây? Anh mua quà cho ai đây mà anh để vậy hả? Hả? Đưa đây cho tôi. Trời đất ơi, bày đặt nói tôi mặc áo đỏ nghe. Mình cũng là cột nơ đỏ nghe, cũng qua một tình yêu đàng hoàng. Anh mua quà cho ai? Cho ai nói tôi nghe coi, cho ai? Thôi đi bà ơi, bởi vậy không bao giờ mà surprise mà được cái chuyện gì hết. Surprise cái gì? Biết cái này cho ai không? Ai biết? Cho em á. Cái gì? Tại vì quà là quà kỷ niệm ngày cưới của hai đứa mình, em không nhớ hả? Kỷ niệm ngày cưới của hai đứa mình? Ừ. Thấy chưa? Thấy chưa? Giấu đầu lòi đuôi, thấy chưa? Gì vậy? Kỷ niệm ngày cưới của đứa mình là hôm nay hả? Ờ. Hôm nay là anh cưới con nào chứ phải cưới tôi. Là vì hôm nay không phải ngày cưới của mình. Ngày cưới của mình cách đây 1 tháng kìa. Hôm nay biết này là ngày gì không? Hôm nay là ngày đám dỗ ông nội mà. Tại sao ông nội ông ngày cưới? Anh ý gì? Anh muốn cái gì mà anh lộn kỳ cục vậy? Đám dỗ đám cưới mà anh lộn nhau làm sao? Ý làm sao? Không phải, em... Hào hào hào, nghe nói nè. Đúng là kỷ niệm ngày cưới của hai đứa mình cách đây 1 tháng rồi. Ừ. Nhưng mà em nhớ không? Cách đây 1 tháng, tuần nào hai vợ chồng mình cũng làm việc overtime hết, đâu được nghỉ đâu. Đúng rồi. Rồi nhân dịp hôm nay đám dỗ ông nội, anh nhớ là hai đứa mình cũng rảnh ngày hôm nay. Bây giờ anh tính là gom hai cái thành một. Anh nhớ ngày dỗ, nhớ luôn em. Trời ơi, nhớ ngày dỗ mà nhớ luôn tôi có nghĩa là sao? Nghĩa là chù tôi chết phải không? Ờ. Chù chết sớm phải không? Nè, mới coi bói nghe. Gì? Bàn tay này sống tới 101 tuổi nghe. Trời đất ơi, vậy không lẽ cuộc đời tôi chung thân hay sao? Sao? Không có, anh nói giỡn em ơi, thôi em đi. Trời ơi, tôi đâu, có, không à? Tôi đâu có dạ gì tôi chết anh. Tôi chết thì có đứa khác nhào ở đây sao? Rồi chồng tôi nó xài, con tôi nó sai, tôi đâu dạ tôi chết anh. Trời ơi, tôi sống dài lắm anh. Bây giờ tôi hỏi anh nè, anh mua cái quà này cho ai? Thì mua cho em chứ mua cho ai? Nhưng anh thấy, anh nói thiệt với em á, anh thấy vợ chồng mình lấy nhau 6 năm nay rồi. Ừ. Ờ, đâu có làm kỷ niệm ngày cưới gì đâu. Rồi hai vợ chồng cứ tối ngày cái hà tiện là tặng không dám xài gì hết à. Ừ. Bây giờ anh thấy hôm nay á, thôi anh mua tặng cho em. Thấy tội nghiệp em, anh mua tặng cho em á. Vợ ai coi đi. Thiệt không? Thiệt. Thề coi. Thề. Gì vậy? Cái này có surprise không? Surprise đó. Quá surprise. Trời đất ơi. Được không? Sao vậy? À. Trời đất ơi. Ý muốn gì tao ngủ vậy cha? Đâu muốn gì đâu. Thì anh thấy hai vợ chồng mình á cũng sống nhau mấy năm nay rồi. Với lại em á có cái áo ngủ cháu lòng cứ mặc hoài à. Trời ơi, em cũng thấy tội nghiệp, em mua cho em cái này cho em mặc cho nó hấp dẫn. Hả? Gì vậy? Trời đất. Anh ơi. Gì? Hàng hiệu quá nha em. Anh cái áo gì có nắm tay mà anh mua gì tới 350 là sao? Trời đất ơi, em làm anh hết hồn tưởng cái chuyện gì. Anh nói thiệt, anh mua đồ tặng cho em nha. 3.500 anh cũng mua không chi 350. Trời đất ơi, anh mà em không chơi thôi chơi đồ mắc tiền không á. Vậy anh? Ờ. Trời, anh nói là mày mát chứ còn gì nữa à? Vậy mình mới thương người ta la ông sùng nãy giờ. Dễ thương quá à. Ờ. Em mặc vừa không nữa à? Vừa sao không vừa? Vậy đó hả? Ờ. Tối nay em mặc liền nha anh. Ờ. Tối nay em... Gì vậy? Gì vậy? Anh. Sao? Tụi mình lấy nhau nhiêu năm này vậy? 6 năm. Anh biết em nặng nhiêu không? 102 pound. Anh biết em thường thường em mặc size gì không? Size small. Vậy anh mở mắt anh coi size này size gì vậy? Thì cái size này thì... XXL có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh mua cho con nào chứ không phải tôi. Mà trời ơi, cái gì đâu thon thả như tôi, anh chê. Anh cặp cái con nào gì mà XXL cái cỡ này là 300 pounds mới chui vừa cái áo XXL này. Anh cặp vai nó tôi nghe coi. Phải cái bà mễ manager đằng sau này không? Mày. Hay là cái bà mỹ già trước nhà? Anh nói tôi nghe coi. Ai vậy? Trả lời tôi coi hả? Nói tôi nghe cặp ai? Mà... gì? Mai á, lấy cái bà Mỹ.
bả mà hiểu tiếng Việt Nam qua chửi cha em đó. Ghét bị ghét bả mà. Ghét gì thì tại sao tôi mua giày mà anh mua cái áo gì? Thì anh tại... mua dài. Thì... anh mua anh nói nghe coi mua tại sao mua giày? Thì tại sao vì... mua giày? Tại vì nó sale 75% off. Anh cũng mua giá mua 350 lắm nhưng mà em ơi, anh nói em nghe áo ngủ mà. Em mặc vô đâu đi ra đường đâu ai thấy đâu. Em cứ đắp bằng lại vậy. Vậy đó hả? Không sao đâu em. Thì ra anh không có gì thay đổi hết trơn. Từ ngày sau khi cưới tới giờ không mua cái gì hơn 30-40 hết. Không có gì thay đổi hết. Không có đổi. Đổi gì? Anh nói em nghe nè, cái này nói thiệt tình nha. Sao? Thấy hai vợ chồng mình á, sau khi cưới nhau rồi đó, ừ, cứ hà thiện hà tặng, không có dám xài cái gì nè. Muốn cái gì cũng chờ anh ơi, chừng nào dư giả mua đó. Thiệt với em nha, cứ chờ dư giả hoài á, không lẽ chờ lúc mình dư giả rồi biết sao dư giả. Được. Chờ được dư giả rồi em mặc áo này vô, tới khi đó em mặc áo này vô em táp cho tủ thì thành câu táp chục. Em mặc áo này cũng được cho anh, cũng cũng được lắm mà, cũng lúc sexy lắm anh. Cũng lúc sexy lắm nhưng mà anh sợ em mặc vô mất công mà lấy bà ngủi ngủi. Ủa gì? Ủa em cho thẳng nè, cho mình vô duyên quá. Không, anh nói giỡn vậy thôi, anh nói giỡn thôi. Thôi em ơi, chứ là 80 lúc đó tuổi anh, 80 mấy tuổi nhìn vô anh làm ăn được cái gì ngó hả? Vô duyên quá. Vô duyên mà thôi. Thôi em ơi, có tặng quà cưới là được rồi. Được chưa? Được. Vậy nói em nghe nè, nghĩ khác xưa nhiều lắm. Vợ chồng lấy 6 năm 2 rồi, thấy không? Không chỉ biết làm không biết xài gì hết nè. Đúng rồi. Cứ thích cái gì cứ nhịn biết à. Với lại bây giờ vợ chồng cũng cực khổ quá, mình thay đổi đi em. Đổi đúng nhiều rồi. Khi vợ chồng cứ sống hạ tiện hoài, giết lần tình yêu hồi nào cũng hay á. Đúng rồi đó. Bây giờ năm 2000 rồi, anh quyết định thích cái gì cứ xài, đổi mới hoàn toàn. Đổi mới hoàn toàn ha. Hứa ha. Cái việc đầu tiên bây giờ em nghĩ là mình nên đổi cái xe đi. Chưa, anh chưa chờ em nghĩ, anh đã nghĩ rồi. Vậy hả? Anh tính đổi chiếc xe Mercedes 2 cửa. Cái Mercedes 2 cửa ngày xưa lúc mà anh cua em, anh mướn á phải không? Mướn em từ cái mượn. Mượn hả? Bây giờ anh đổi chiếc xe cho em. Ok, được rồi ha. Sau khi đổi cái xe rồi đó, coi như để hâm nóng tình yêu nữa đó, thì coi như là mình, em nghĩ là đổi nhà anh ơi. Đổi nhà lên hiu ở cho nó cao ráo anh ơi. Được không? Đổi nhà. Đổi nhà lên hiu hả? Hả? Cái chuyện đó anh chưa dám nghĩ đâu. Anh chưa dám mơ ước cao xa. Gì? Nhưng mà trước mắt anh đổi khác được không em? Đổi cái gì anh? Đổi vợ. Vậy? Cái gì vậy? Là tự nhiên hôm nay anh mặc diện lên là đổi xe đổi nhà là sao vậy? Bà có ý gì? Có ý gì? Ý gì? Anh hứa đổi thì em đòi đổi có cái gì? Làm sao? Anh mới là kiếm chuyện mới đúng đó là nha. Là sao? Công trình người ta ăn diện đẹp đẽ như vậy, quần áo rực lửa như vậy, sexy lúc như vậy, không chịu giòn. Em muốn mặc cái giày để cho anh thoải mái trong những giờ phút làm việc mệt nhọc. Ít nhất anh về anh nhìn em, anh phải enjoy em một chút xíu chứ, anh phải relax một chút xíu chứ. Đây kiếm chuyện là có nghĩa là sao? Có nghĩa là có cái gì mới kiếm chuyện với vợ con, có cái gì mới khó chịu với vợ con. Chuyện này tôi kinh nghiệm lắm anh. Sao? Trả lời tôi biết, người tình XX là ai? Trả lời ngay tôi biết con nào. Không có ai hết á, tôi mua tặng cho bà. Để cho bà mặc vô, để cho ai? Cho hai vợ chồng hạnh phúc. Ủa sao vậy? Ai? Dám gọi tới ha. Trời ơi, cái này là người tình 330 của anh. 330 hả? Được rồi, cục cưng của bà gọi tới phải không? Cục cưng cái gì? Được rồi, để coi, nha, để coi cục gì gọi tới nha. Anh... Để tôi nha. Rồi. Được rồi. Hello? Hello? Ai đó? Ai hả? Nghe tiếng đàn ông cúp liền tại chỗ, gan quá ha. Ai gan? Nghe tiếng đàn ông gọi tới cúp liền tại chỗ, gan quá ha. Mà ai mà gan? Vô duyên à? Thì cục cưng của bà gọi tới đây nữa. Chứ không phải là người tình của ông à? Nghe... Trời ơi. Trời ơi. Được rồi. Ngon ha. Bây giờ để cho bà bắt đi. Con này ngon ha. Bắt đi. Vợ người ta nhà mà gọi phone thẳng vô gặp chồng là quá gan à. Coi tôi nghe chết cho tôi đi. Nha. Bắt đi. Hello. Thấy chưa? Sao? Nghe tiếng hello một cái là cúp phone liền. Trời ơi, nhớ nghe đúng mà. Tôi đoán đúng là con này đúng là 450 pounds nha. Trời ơi, nhắc cái phone nó nặng cái gì đâu anh. Mảnh mai em không quen thì quen, con mập chi dữ vậy anh. Anh trả lời biết con nào. Nghe cái. Bây giờ không nói nhiều nữa. Bây giờ đúng. Để cho công bằng. Sao? Tôi với anh cùng bắt một lúc. Rồi. Nghe tôi đếm nghe. Rồi. Đứa nào bắt trước là đứa đó thua nghe. Rồi. 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 Một. Hai. Ba chục nè. Hello. Ai đó? Vậy? Im. Im nha. Để tôi nói. Im nha. Im. Đồng im đâu. Không có. Bây giờ nói đi. Ai vậy? Để tôi nói trước nè. Đứng nha. Đứng nha. Đứng nha. Đâu biết em đính đâu. Giỡn chơi vậy thôi. Hả? Thu đó hả em? Cục cưng của chị đó hả? Thôi bây giờ đó, con xã chị gọi đó, em giải thích đi. Chị nãy chị bực mình dễ sợ vậy đó. Đó, bây giờ nói chuyện với Thu đi. Hả?
anh nè. Ủa, thì ra nãy giờ là em gọi rồi hả? Hả? Cái gì? Cái bộ đồ đỏ mà chị mặc mà khoét những cái lỗ ngay giữa ở sau lưng là em mua chị đó hả? Còn ai đây nữa? Trời ơi, đẹp lắm em kỳ tới em dẫn chị mua cái màu tím nha. Khoét lỗ nhiều em. Kỳ tới khoét trước đi anh. Mé thôi em, đừng trước nha. Thôi anh cảm ơn em quá. Đẹp lắm em. Thôi anh nói em nghe nè. Thôi để cảm ơn em á, tối nay hai vợ chồng anh đi ăn á, kỷ niệm ngày cưới á, anh mời em đi luôn nha. Hả? Hả? Em bận hả? Chị đỡ tốn quá. Có nói giỡn thôi. Không có, khi khác nha em. Rồi, cảm ơn em nhiều lắm. Ok em, ok bye. Thấy chưa? Thấy cục cưng đó là ai chưa? Biết cục đó là cục gì chưa? Tự nhiên biết rồi. Bóng ghen gió không à. Thì tại người ta thương người ta mới ghen chứ bộ. Thương ghen cái gì? Ít nhất vợ chồng sống với nhau, đi làm suốt cả ngày, tối mới gặp nhau, phải tin nhau mới sống được chứ. Trời ơi, vợ chồng sống mà không tin nhau là điên luôn á, biết chưa? Thì anh biết rồi, anh tin em sẽ không tin. May mà có con Thu nó gọi tới đó, thì tôi mới giải được cái oan này nè, chứ không tôi còn hàm oan đến bao giờ. Thì cũng may thiệt rồi nha. Ừ. Nhưng mà nói nghe nè, thôi anh xin lỗi em nha. Xin lỗi gì? Thương mà. Thương cái gì? Cưới cái gì? Trời ơi, cứ ghen riết vậy rồi không lẽ mỗi lần ghen vậy tôi phải kêu một người tới làm nhân chứng hay sao? Thì mình nhận Thu. Thôi, nhận Thu là nhờ hoài. Bây giờ em có ý kiến này nè, tụi mình nên có một đứa con. Hả? Em muốn có con dành rồi đấy hả? Hả? Không phải nào vậy, em sợ có con hả? Không, bây giờ thì em muốn rồi. Trời ơi, vậy thì đã quá. Vậy thì anh nói em nghe nha. Vậy thì bây giờ là tối nay hay mình đi ăn. Anh ăn 8 hộp gà luôn. Gà. 4 miếng thịt bò. Rồi. Oyster, lobster, bào ngư với cá, anh chơi xả láng. Ok. Tối nay nha em. Tối nay. Gì vậy? Nhưng mà sao? Tối nay không được. Ủa, thằng này mới đây được đâu rồi? Mới thoáng thấy nó là tự nhiên mất nó à. Cái điệu này chắc có lẽ nó đi đàn ca sướng hát nữa rồi. Thiệt, nó giống con gái mẹ nó quá trời của đất. Tao đã nói rồi, quý giá gì cái thứ sướng ca đó mà mê, mà ham. Cô à, Cô Lân. Mấy trời ơi, ba ơi là ba. Tên con là Cường mà sao ba không gọi là Cường mà cứ cu cứ hài. Lỡ mấy đứa bạn gái con nó nghe được đó nha. Trời ơi, nó khó chịu lắm. Giờ mày lại dạy tao tên Cường chứ tao đặt cho mày bây giờ dạy hả? Vậy sao ba không gọi tên con là Cường? Nhưng tao quen miệng rồi. Hồi mới sanh mày ra tao với má mày kêu mày là thằng cu. Thì bây giờ cũng vẫn là cu. Chứ tao không phải là cái hạng người nay nói thế này, mai nói thế nọ. Thấy không? Chính ba đặt tên con là Cường. Tại sao không gọi tên con là Cường mà cứ cu hoài à? Con lớn rồi mà. Thì tao biết mày lớn tao mới kêu mày là cu lớn. Chứ tao có kêu cu nhỏ đâu mày tự ái. Ba còn nghĩ được cái tên nào mà xấu hơn cái tên cu nó ba kêu luôn đi. Con. Nhưng mà tao không dám kêu. Tưởng ba mà kêu hả con cắn lưỡi tự chết tại chỗ. À. Mày thách tao à? Được rồi. Để tao kêu có ai xấu hổ cho biết. Cái tên này nó cùng một nghĩa với cu thôi. Ba đâu. Không ấy ba kêu cũ như cũ, ý qua không kêu cu như cũ đi đây ba. May là mày cản á, mày không cản để tao kêu ra là mày thì xấu hổ, còn tao bị người đời nguyền rủa. Ngồi xuống đây nghe tao hỏi nè. Tại sao mà tối ngày tao thấy mày cứ đàn ca mày hát sướng hoài vậy mày? Trời ơi, ba ơi. Âm nhạc là một ngôn ngữ, ca hát là một nghệ thuật, con làm gì sai đâu. Tao có nói gì mày sai, nhưng có cái này nè. Tại sao mày tối ngày mày cứ rủ ba cái cô gái nhỏ nhỏ đẹp đẹp về đây rồi mày tụm năm tụm bảy mày xù xì xìu. Ê mày làm gì vậy mày? Trời ơi, tụi con tập vật văn nghệ vậy thôi chứ có làm gì bậy bạ đâu, ba thấy không? Tao đâu có nói mày làm gì bậy bạ. Thì đúng rồi. Nhưng mà tao sợ có ngày tao bậy bạ nè. Con cũng nghĩ vậy á. Mày để tao uống hớp nước rồi tao nói cho mày nghe cái này. Tao đã qua cái thời kỳ đó rồi, tao rành lắm ha. Yeah. Con còn trẻ, con ráng lo ăn học gầy dựng sự nghiệp, hiểu không? Để chứ đừng có bày đặt mà ba cái tình ái lăng nhăng nó không có tốt đâu.
Con biết cái đó là không tốt rồi à. Nhưng mà cũng đâu có gì xấu đâu. Trời ơi, mày còn trẻ quá, còn trẻ quá, đầu óc mày thiển cảm quá, mày chưa có nhìn xa. Chừng rõ ra rồi con biết sẽ muộn nha con. Cái gì muộn ba? À, tao cho mày biết. Theo mày biết là người con gái đó, con gái là bà con gái đúng rồi, đúng. Lúc còn trẻ ai cũng đẹp, người nào cũng đẹp hết. Dù gì tao liếc tao thấy tao phải mà. Nhưng mà khi có chồng rồi đó, thấy không? Ngày chí tối cứ lo cho chồng, lo con. Rồi ôi trời ơi, không có thời giờ để mà trang điểm, không có thời giờ để mà chứng diễn. Dầu cho thương cách mấy mà nhìn thấy cũng hết ham. Thì đã có gia đình rồi thì phải vậy thôi chứ sao ba. Đây mày nghe, mày nghe tao nói ha. Con là nợ, vợ là quan gia, còn em vợ là thiên nga. À, tao nói lộn, thôi kể như bỏ câu chót đi. Má nói chuyện kỳ quá. Gì kỳ mày? Tao biết chắc chắn là tao nói trúng 100%. Nhưng mà nếu mấy bà nghe đó thì thế nào tao cũng bị rủa nên tao bỏ đó. Con thấy ba già rồi, cho nên một là nghỉ ngơi, hai là lo tu hành gì đi chứ ba tối ngày ba lo tàn cái chuyện gì đâu không. Tao tu chưa được. Ủa sao vậy ba? Vì tao biết rằng nghiệp chướng tao còn nặng lắm. Con cũng lớn rồi, con biết suy nghĩ cái gì đúng cái gì sai chứ. Rồi mai mốt nè con cũng phải có cái vợ có con. Có vợ con hay không? Ý mày muốn nói mày có bạn gái rồi đó phải không? Dạ đúng rồi. Tao cho mày biết, hồi ở bên Việt Nam á, mà cái thời kỳ của tao đó, không? Trai gái mà chưa có cưới hỏi, đừng, tao nói mày biết, đừng có hòng mà ôm nhau cặp kè nhau đi suốt ngày. Suốt ngày thôi, còn đêm sao ba? Còn đêm ai thấy mày? Cái chuyện hồi xưa ở bên Việt Nam là khác, còn bây giờ ở bên Mỹ thì khác chứ ba. Phải rồi, thời nay tự do luyến ái mà, không? Nam nữ tự do cặp tay nhau đi cả tuần lễ mới về. Tao đâu có cấm, nhưng mà tao biết cấm cũng không được. Nhưng mà ba cho con biết là cái chuyện đó mà quá độ nó cũng tai hại lắm nha con. Chuyện gì? Chuyện gì hả? Cái chuyện nam nữ. Con biết chuyện gì rồi. Cái chuyện đó bên Mỹ này chuyện bình thường thôi, ba đừng có quan trọng quá. Mà cũng đâu hại gì đâu. Sao không hại mày? Tao cho mày biết cái chuyện đó mà nhiều quá, nó quá độ, nó cũng có ba cái hại. Ba cái hại? Cái hại thứ nhất á, nó làm cho con á mất sức khỏe. Đúng. Cái hại thứ hai nó làm cho con người của con nó mất trí nhớ. Còn cái hại thứ ba đó nó mới định nói gì quên rồi trời. Ra là ba bị cái hại thứ hai, bị mất trí nhớ. Kệ tao mày. Giờ mày nghe tao hỏi nè. Cái mày trở lại cái vụ mày rủ mấy đứa nhỏ về đó, tao đưa thắc mắc đó. Mày làm như ngày nào như ngày nấy là sao? Trời ơi, con đã nói với ba rồi. Sao? Thì chứ con đi tập vật văn nghệ vậy thôi. Còn ba làm sao? Ba cứ ngồi tối ngày ba uống trà ngâm thơ không mà ai nói. Bây giờ mày phân biệt với tao đó hả? Tao cho mày biết ha, đối với người Việt của mình á, thấy không? Thi văn á là nghệ thuật thuần túy dân tộc. Còn âm nhạc á chỉ là lai căng đua đòi thôi. Còn thấy á, âm nhạc mới là hấp dẫn, còn thơ đó hả? Chán chết luôn. Nè con à, từ thời ông bà của mình á, thơ văn là một nghệ thuật, còn âm nhạc là chỉ thứ ăn theo. Con lại thấy á, âm nhạc mới là nghệ thuật hấp dẫn. Nghệ thuật cao khi mình cất tiếng hát lên á, có đàn nè, có trống nè, có kèn nè, nó hòa theo giống như mình chơi nhạc full band vậy đó. Còn ba tối ngày ba uống trà, ba ngồi ba ngâm thơ, con mình ba giống như one man band vậy. Nhưng con nên nhớ rằng thơ nó đẻ ra nhạc, chứ không bao giờ nhạc đẻ ra thơ. Người lấy ta lấy thơ người ta phổ nhạc, chứ có ai lấy nhạc phổ thơ bao giờ. Nhạc á thì thực tế rõ ràng, ba muốn diễn tả cái gì người ta hiểu liền. Còn thơ đó hả, diễn tả trời trăng mây nước không à. Ôi, nhiều khi không biết cái gì hết trơn. Con ơi, con chưa hiểu được cái bóng bẩy của thi văn. Thấy không? Sao ba? Ba nói cho con nghe, có một bài thơ này của một thi sĩ viết rất đặc biệt. Cái nhà thi sĩ đó có cái tên là TTKH. Viết như vậy mày có cao siêu không? Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ai ân nhạt nhẽo với chồng tôi. Ủa ba, cái gì? Ủa ba lại cái hả ba? Tao lại cái làm sao có mày? Vậy sao chứ ba vừa nói là
ái ân nhạt nhẽo với chồng tôi. Thì nhà thơ tao viết vậy, tao đọc vậy chứ sao? Trời ơi, thôi cái này khó hiểu quá. Ba thí dụ cái bài thơ khác đi. À, dễ hiểu nghe không? Bài thơ khác. Được. Đây này, ba cũng sẽ nói bài thơ khác để cho giữ ý con heo. Thí dụ như có bài thơ của một cái nhà thơ cũng lớn ngàn, nhà thơ lớn ngàn, có cái tên là bài thơ ba cũng quên rồi đây. Nè, cái viết gì mùa thu, heo? Cái bài thơ như thế này. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, sóng nước theo làng hơi gợn tí, lá vàng trước gió sẽ đưa dèo. Đó là giọng nam nghe cái câu chót. Nếu mà ngâm giọng bắc, lá vàng trước gió sẽ đưa vèo. Mày thấy thu chưa? Ủa thu gì ba? Phải nhỏ thu chân dài trước cửa không? Trời ơi là trời, tao hỏi mày vậy chứ tao, mày nghe tao ngâm thơ, mày có thấy cái hình ảnh của mùa thu chưa? Chưa thấy. Đây rồi con sẽ thấy. Đây này, cũng có bài thơ này á, nhà thơ người ta viết cũng diễn tả về mùa thu cách tuyệt vời, cũng nhà thơ lớn có cái tên tao quên rồi đấy. Họ viết vậy. À, em không nghe mùa thu lá thu rơi xào xạc, của nay vàng ngơ ngác. Trời ơi. Lá vàng ơi. Trời ơi, đã biết ta không nghe rồi mà cứ đạp chân nữa. Nó không nghe, đừng, cứ hỏi hoài. Đừng làm ba phân tâm. Nói hoài. Ôi, em không nghe mùa thu dưới trăng mờ thổn thức. Trời ơi, em không nghe rạo rực hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cô phụ. Trời ơi, con thấy đẹp không? Ủa gì đẹp á? Cô dâu phụ đẹp hay là con nai vàng nó đẹp? Trời ơi là trời, nói chuyện văn chương với mày chẳng khác nào đem đàn mà gãy tay trâu. Ba nói gì cũng phải rõ ràng con mới hiểu chứ, chứ ba nói chung chung vậy thôi sao con hiểu được. Ba thấy nhạc không? Sao? Lúc nào nó cũng thực tế rõ ràng hết trơn á, nghe là hiểu liền. Trời, vậy mày giỏi hơn tí mày rồi. Tao nói thiệt với mày, tao từng tuổi này sao? Mà tới giờ này mà tao nghe âm nhạc tao có nhiều khi tao cũng không hiểu gì cả. Ba không hiểu bài gì ba nói con nghe coi. Nè cái bài này nè. Mày tao hỏi mày nghe. Cái gì rồi tao sao hiểu nè. Cái bài mà là tao viết đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Cái câu văn viết gì đâu sao tao hiểu? Là gì? À, bà nói cái bài đường dài hun hút cho mắt thêm sâu đó hả? À, bài diễm xưa. Thêm sâu đấy. Ôi, tao không cần biết diễm xưa và diễm nay vậy đó. Rồi sao? Đường dài hun hút thì cái kệ tiếng đó. Mắt mới diễn mắt thêm sâu. nếu mà ông nhạc sĩ này mà ông qua bên đây đó mà ông thấy cái đường freeway đó chắc có lẽ mắt ông thụt tuốt ra sọ. Trời ơi, ba nghe nhạc thiệt là uổng quá đi. Vì sao uổng? Rồi tao hỏi cái này nữa nè. Mày trả lời đi nha. Tao viết gì mà cái câu nhạc như thế này nè. Tao nghi là cũng ông đó nữa. Nói là khi tình đã vội quên tim lăn trên đường mòn. Cái kỳ cũng cái không cái thất tình cái tim lăn trên đường mòn à. Rồi thí dụ là thất tình trăm bảy lần như tao vậy đó hay không? Rồi trái tim nó lăn thét rồi mòn nhỏ xíu còn bằng trái tim gà. À sao? Trời ơi. Nếu ba không hiểu cái gì thì ba phải kiếm nhạc dễ dễ nào ba nghe. Anh nào dễ giống như là cái bài nè. Hôm qua anh đến nhà em ra về mới nhớ rằng quên cây đàn tình tang tinh tinh tình tang. Là thêm một điều vô lý nữa. Nếu cái bản nhạc này mà anh đánh trống á, mà anh ca không lẽ đấy. Hôm qua anh đến nhà em ra về mới nhớ rằng quên cây dùi. Trời ơi. Đó là tao chưa nói tới thổi kèn nè. Anh thổi kèn qua nhà người yêu thăm rồi trở về nó bỏ quên cái kèn là kỳ lắm. Thôi là ba, hồn thơ ba lai láng quá. Bởi vậy nghe nhạc thế này mà ba cứ hiểu thế nọ không à. Còn cái điều nữa nè. Điều này vô lý nữa nè. Ba nói con nghe. Đối với phụ nữ cái áo là quan trọng. Thì đúng. Nhưng làm sao mà quan trọng bằng cái quần? Thôi làm sao quan trọng bằng cái quần được. Vậy mà nó đây. Là viết gì? Đêm trăng sáng trên cầu em giặt áo. Trời ơi, tại sao giặt áo mà giờ không là giặt quần?
Trời ơi, bà. Chưa, còn bà nữa con. Kiểu này chắc chết con quá. Còn nữa nè, còn có nữa như vậy nè. Các bạn cứ viết như vậy mà coi tức không? Mà nghe mà tức cười lắm nè. À, thương nhau cởi áo ớ à cho nhau. Thấy không? Rồi. Tại sao cởi áo mà không là cởi? Thôi ba, đủ rồi ba, đủ rồi ba. Đủ rồi ba. Chưa. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học nữa. Trời ơi, con nói đủ rồi mà. Ba mà muốn dạy con cái gì đó để con ra con đóng cửa tối mà dạy con. Ba mà dạy con một hồi đó nha. Hàng xóm mà họ nghe được nó, họ khó chịu, họ qua đây họ dạy cho ba bài học bây giờ đó. Ai dám dạy tao? Trời.